Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với chuyên mục nấu chiều hôm nay. Lê Khánh ơi, hôm nay tự nhiên thì trời nó hơi siêu siêu mà nghe thì thèm ăn đồ ngọt quá đi. Giờ sao ta? Mình khôn ghê nha. Hôm nay trong bếp nấu món chè bánh lọt đậu xanh đó. Nếu như mình hảo ngọt thì vô bếp với Khánh. Đồng ý nha. Dạ. Dạ xin chào cô Đỗ Nga. Chào Lê Khánh, dạ. Chào Bình Minh. Hôm xin chào cô Đỗ Nga. Nhà bếp vui quá. Vô bếp lại. Dạ. Rồi. Vâng, nghe Lê Khánh nói hôm nay được ăn món chè bánh lọt do cô làm, thành nhà háo hức quá này. Cô ơi, giới thiệu dùm con đi, làm món chè này thì cái nguyên liệu gồm cái gì ạ? À, bánh lọt, đậu xanh, đúng không nè? Thì như vậy chúng ta sẽ có là bột gạo nè. Dạ. À, với lại bột năng. Thì Khánh không, biết không? Dạ. Vậy là cô đã cân sẵn một chén bột gạo rồi. Dạ. À, bột năng thì chỉ cần 50g bột năng thôi. Dạ. Đậu xanh thì chúng ta ngâm cho nó mềm, rồi sau đó chúng ta nấu giống như nấu cháo vậy đó. Dạ. Rồi chúng ta tán cho nó nhuyễn ra, cho nó mềm ra ha. Nước dừa đó, Đỗ Khánh biết là nước dừa này là đã nấu hay là nước dừa cô dắt ra rồi nó thành á? Hình như cái này hình như là nấu ra đây. Cái này là con nghĩ là cô dắt ra. À, thấy không? Hai phe. Vậy là phần thắng thuộc về ai ạ? Phần thắng thuộc về phụ nữ. Là nước dừa đó, là muốn cho nó thơm. À, thì chúng ta sẽ vắt bằng nước ấm khoảng chừng 50 độ thôi. Chúng ta vắt ra, nhưng mà nhớ là chúng ta để trong tủ lạnh và ăn trong ngày thôi, chứ đừng có để qua ngày hôm sau thì không có lợi cho sức khỏe. Nó sẽ bị đổ dầu phải không? Đúng rồi. Thưa cô, nước xanh xanh như là nước gì? À, nước xanh xanh đó là nước dứa, rá dứa. À, cho rá thì chúng ta có màu xanh. Đường thì cứ một đường một nước. Rồi cái mình nấu lên bếp. Cho cái lửa nó nhỏ nhỏ thôi, đừng có lửa lớn quá. Rồi sau khi đường nó tan hết rồi đó, Bình Minh biết không, cái nó kẹo lại. Nó kẹo lại thì mình có cái nước đường, bột gạo, bột năng hòa vô. Thưa cô, bây giờ mình sẽ trộn bột gạo với bột năng, lại với nhau. Rồi sau đó mình chia hai. Biết sao chia hai không? Tại lát nữa nó cái bánh lọt mình có hai màu. Cái màu trắng với lại cái màu xanh lá dứa. Mình chia hai thì cái này là khoảng hơn nửa chén. Rồi cái này cho Bình Minh ha. Bây giờ Bình Minh lường vào nước này đi. Nước này là một chén rưỡi. Một gấp ba là rồi, một chén. Tại nãy mình là nửa chén bột. Rồi nửa chén nước rồi. Rồi thôi. Tại vì cái này cũng quan trọng lắm đó Bình Minh nè. Rồi bây giờ Khánh xem nha. Hai bên tạm ngưng đi. Rồi mình sẽ khuấy cái nước lá dứa nè. Mình cũng đông một chén rưỡi nước lá dứa. Một chén rưỡi nước lá dứa luôn. Con thấy màu sắc rất là hấp dẫn rồi đó cô. Đúng rồi. Đó. Rồi mình sẽ khuấy đều cái này lên. Rồi mình quậy tan nha Bình Minh. Muốn quậy tan thì cái bột này nè, mình cũng phải tán nhuyễn ra. Tán nhuyễn ra rồi mình đè đè trên cái thành của cái tô của mình á. Thưa cô, nếu như mà mình tán không nhuyễn thì nó chút nữa mình làm bánh lọt nó sẽ bị lợn cợn, nó sẽ không ngon. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là cẩn thận thì mình sẽ lược qua rây. Bây giờ chắc mà mình phải lược màu trắng trước thì mình banh rồi xong rồi cái mình mới lược màu xanh sao. À, thấy không? Rồi, đó bây giờ mới thực sự là hết. Rồi bây giờ này Khánh ơi, Khánh phụ cho cô cái này nha. Rồi Khánh cầm cái tay. Cô mình có phải rửa cái này không ạ? Thôi không sao đâu, phải màu trắng với màu xanh. Bởi vì mình phải làm màu trắng trước đó. Dạ rồi. À, sau khi lược xong là chúng ta thì đun sôi cái này lên này. Đúng rồi, khuấy một chiều thì nó chắc ăn hơn. Nó sẽ theo cái chiều của nó. Em biết không, chúng thôi nó bị lợn cợn. Mình đang khuấy gì cái nó ngược lại. Nhiều khi nó bị lợn cợn cái bột của nó. Cô ơi, con nhìn thấy một cái ly chắc không đủ, tí cho con vào cái tô đi. Chắc cho vô cái thố rồi đó. Rồi, đây xin mời người đẹp này bỏ vô đây, bếp đây, luôn. Hai tay luôn. Hai muỗng này đó. Rồi, cái khâu này là cái khâu quan trọng của mình, của cái bài bánh lọt chè đậu xanh đó. Cho nên là lửa thì là lửa nhỏ thôi. Đừng có nóng ruột quá phải không này, bởi vì tới khi mà nó đặt lại là không có làm kịp đâu. Bên mình Minh thấy như thế nào, có nặng tay chưa ta? Dạ của con nặng tay rồi chứ, nặng tay là không phải vì bánh nó chín mà tại vì nó mỏi tay ạ. À, Bình Minh với Khánh không thấy của cô đặt rồi nè, thấy chưa? Nó nặng tay nè. Tiếp theo mình là cái công đoạn là mình phải có cái đồ để mà mình cho nó bánh nó lọt qua. Thì như vậy mình có thể chế người ta ở dưới quê á. Cái này là một cái món chè ở dân dã Nam Bộ. Người ta có những cái rổ, nó có mây tre lá đó, mình biết không? Nó có cái lỗ sẵn. Và ở đây cô tìm không ra thì thôi mình chế. Đó. Mình mới bỏ vô đây. Bỏ vô.
đầy xuống. Ấn xuống. À, đúng, nó lọt xuống gọi là bánh lọt hả cô? Đúng rồi. À. Dạ thưa cô, nhưng mà khi mà đè xuống thì cũng phải có cách thì nó mới đè xuống nó, nó qua cái phần lỗ. Nó qua cái lỗ đó. Khi đó. Mà nó khoảng chừng á 3-4 cm á. Dạ. Thì mình muốn cho nó rớt xuống thì mình vỗ vỗ vậy nè. Dạ. Và ở dưới nó phải có nước lạnh. Tại sao vậy cô? Nó nước lạnh để cho nó rã ra đó, để dạ, cho nó không bị đóng cục lại. Dính lại. Dạ. À, để nó đừng. Ồ, rã quá. Rồi. Rồi, thôi, được rồi. Rồi, bây giờ mình minh đè đi. Đảm bảo sẽ đẹp hơn của Lê Khánh chắc luôn. Không biết đâu rồi nha. Chưa chắc đâu nha. Rút lui cho hai bên rồi coi ai làm đẹp hơn ai nè. Dạ. Thì ra mà làm bánh lọt nó cũng công phu vậy hả cô ha? À, đó, và hai cái đầu nó nhọn á, Khánh thấy không? Dạ. Trời ơi, đẹp chưa? Tại vì cái này còn nhão đó không cô? À, nó lớn hơn. Yeah. Cái này của nó đẹp lớn chưa, hơn. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Bình Minh làm rồi. Á. Đè xuống anh. Yeah. Rồi. Như vậy là mình đã làm xong phần bánh lọt rồi phải không? Đúng cô? Rồi, phần bánh lọt mình đã xong. Yeah. Nhưng mà chú ý là mình phải vớt ra. Vớt ra. Mình vớt ra xong đó rồi mình phải để vô trong cái nước lạnh á. Dạ. Yeah. Để làm chi vậy biết không? Để làm chi vậy cô? Để cho cái bánh lọt này nó sẽ rời ra. À. Chứ nó không dính nha, vào nhau. Nó không có dính vào nhau. Yeah. Bước tiếp theo là gì thưa cô? Bước tiếp theo là ai ăn chè, đậu xanh, bánh lọt, nước dừa, đường cát không? À. Rồi lấy ly đi. Rồi đó. Dạ thưa cô đây ạ. À. Nãy giờ là Bình Minh chỉ chờ có thế thôi. Ai ăn chè, bánh đậu xanh, bột lọt, đường cát không? Phản cô. Bột lọt là cái gì? Bánh lọt chứ bột lọt. Cho nó đá vô đây, cho nó rời ra. Cho bánh lọt rồi, cho bánh lọt. Bây giờ nó có bán đậu xanh cà rồi. Rồi, thôi, cho cái này. Cho rồi, nước xong, dừa em cho nước. Cho bánh lọt rồi, đây cho nước dừa. Rồi sao, vậy anh là Chàng ghi này của sao? Lê Khánh chắc luôn rồi, này, tại vì Lê Khánh đang muốn lên cân mà. Anh Chàng này muốn ăn ngọt nhiều hay ngọt ít? Thôi con ăn ngọt, con hảo ngọt. Cái gì ngọt là thích ạ. Rồi, cho hắn nhiều đường vô. Dạ rồi. Cái này. Rồi, giờ cho đá phải không ạ? Đúng rồi, cho đá chưa. Hôm nay nhà thấy hai người vô bếp lần bữa nay cho nên cô vô bếp thì khỏe ghê vậy. Cô có đệ tử rồi đúng không? Đúng rồi, có đệ tử giúp việc mà đây toàn đệ tử giỏi anh. Wow, công trình chè bánh lọt đậu xanh của mình hoàn tất rồi, thấy hấp dẫn không, ngon không? Dạ quá hấp dẫn. Vâng, bây giờ xin phép cô cho tụi con thưởng thức liền. Đây, Bình Minh một ly, Khánh một ly. Dạ, cảm ơn rồi cô. Cho biết ý kiến nha. Dạ. Quậy lên cho đường nó ta nó hòa quyện với lại nước dừa xanh với đậu này, xanh với bánh lọt. Ăn cái bánh lọt nữa để cho khán giả cùng chia sẻ cái cảm nhận của Bình Minh chứ. Bởi thì con giao lại chính xác này. Ai bánh lọt đậu xanh nước dừa không? Đó. Thưa cô rất hấp dẫn. Ngon còn quá Khánh. Cô ơi, dạ rất là ngon. À, thơm mùi nước cốt dừa và vị béo của nước cốt dừa cũng rất là hấp dẫn, đặc biệt là bánh lọt. Ừ. Rất là thơm mùi lá dứa nè, rồi mùi nước cốt dừa nữa. Nói chung là rất là ngon và rất là hấp. Và bây giờ chúng ta xin chúc cho tất cả quý vị khán giả thành công với món chè này chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi. Với mùa hè nóng nực như thế này và thưởng thức ly chè mát lạnh này quả thật là hết sức thú vị. À, một lần nữa xin được cảm ơn cô đã dành thời gian cùng đến với chương trình ạ. À, chào Bình Minh. Dạ. Chào Lê Khánh. Dạ, xin chào cô và hẹn gặp lại cô vào một chương trình gần nhất.